Xe lạnh như miền Bắc những ngày này hay có những buổi sáng mát mẻ như ở các vùng khác thì có lẽ là ăn sáng bằng một bát phở là lựa chọn không tồi phải không ạ? Có rất nhiều lựa chọn mà quý vị có thể chọn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi xin phép sẽ giới thiệu với quý vị một hàng phở có giờ mở cửa vô cùng là đặc biệt. Một hàng phở mà chỉ mở cửa từ lúc 3 giờ rưỡi sáng cho đến 6 giờ rưỡi sáng. Tại sao lại có một cái giờ đặc biệt như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu sơ qua về hàng phở của mình cho khán giả của Chào Buổi Sáng được không? Tôi bán hàng từ năm 90. Cũng chỉ vì chiều khách mà có cùng bán cái giờ này. Từ năm 90 đến giờ là đã gần 30 năm rồi đây đúng không ạ? Trước kia thì cũng không phải bán cái giờ như thế này đâu. Nhưng mà chiều khách thôi, thế là cuối cùng thành ra bán giờ này. Tức là lúc đầu thì là cũng bán sáng sớm đấy đúng không? Đấy. Nhưng mà về ngày sau xưa thì bán 5 khách giờ cứ thích mới ăn. bán, xong rồi cuối cùng thế. là cũng theo khách. À, bán thế 5 giờ đến 8 giờ đấy. Đấy. Thế nhưng vì sao mà cô không bán muộn hơn một chút để cho rất nhiều khách muốn ăn hàng phở của cô? Bởi vì hàng phở gánh cũng là một hàng phở khá là nổi tiếng. Hàng Thì mọi phở người có thể đến ăn 6 rưỡi thì nhiều người còn chưa dậy cơ. Nếu mà phở gánh mà muốn ăn nữa thì muộn nữa thì lại không phải là phở gánh. Phở gánh chỉ mở cửa từ 3 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi sáng là đã đóng cửa rồi. Những vị khách nào sẽ đến ăn vào cái giờ quái hoăm như vậy nhỉ? Lúc 3 giờ rưỡi đây, sáng tất cả phở gì chúng đây? ta sẽ cùng đây, tìm hiểu nhé. À, chị Hoa ơi, có thể cho mọi người biết rằng là những vị khách nào quen thuộc của chị hay đến ăn vào lúc 3 giờ rưỡi sáng được không? Đây, khách quen thuộc đây. Thường là coi nhà thường xuyên mà đây, tất cả toàn là khách quen thuộc hết. À, đây ạ, à, đây là một khách quen tất thuộc cả đây ạ. Đây là một khách quen thuộc duy nhất. À, bạn ăn gì vậy? Em ăn phở đầy đủ ạ. À, phở đầy đủ. Hôm nay là bạn đang đi làm về ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Xem nào, bắt phở đầy đủ. Wow, ngon quá nhỉ. Thực ra thì em công việc của em hay phải thức khuya một chút, thế nên là đến cái tầm này em hay đói thì chỉ nghĩ đến phở gánh thôi, mà nhà cũng rất là gần, thế nên đi ra đây cũng rất là tiện. Tuần em ăn khoảng tầm 3-4 bữa. Một tuần 3-4 bữa? Thế là cũng đóng góp kinh đấy chứ nhỉ? Vâng, khách quen thuộc của quán luôn đấy ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vị khách khác xem sao nhé. Ở đây thì có rất là nhiều các vị khách, già có này, trẻ có này, các bạn nam, các bạn nữ. Những người vẫn còn đang ngồi đợi. Vì sao các bạn lại đến ăn phở ở đây thế này? Tại vì được ăn nợ. Thật ra là vì nó ngon chị ạ. Vì bọn em ngủ muộn. Ok, những người ngủ muộn đúng không? Vâng. Quý vị thấy đấy, có rất nhiều các loại khách đến hàng phở gánh của cô Hoa vào lúc 3 giờ rưỡi sáng. Và chúng ta sẽ cùng xem. Chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng thử đi ăn phở vào buổi sáng ngày hôm nay thôi.